Hello, em lại kính chào toàn thể các bác cùng bà con làm máy nông nghiệp ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em lại bố trí các cái sản phẩm của mình lên đường phục vụ cho bà con yên khang yên minh và yên lợi yên Nam Định. Sản phẩm lên đường ngày hôm nay thì bên em gồm có là những cặp bánh lồng cực chắc, cực dày và cực đẹp luôn. Hàng bột dành cho máy 4018 này. Đó, chiều ngang là 80, nan rất là dày, vành rất là chắc. Hàng này hàng đóng đặt cho anh em luôn. Đầu tiên là một đôi bánh lồng cho 4018, tiếp sau đó là một dàn cày 6 chảo dành cho máy 4508. Và tiếp theo đây thì lại là một dàn 5 chảo dành cho máy 4018 đi cùng với lại cặp lồng kia. Và dàn cày cuối cùng là dàn cày cho 3108. Ngày hôm nay một chiếc xe nhỏ nhắn xinh xinh này thôi. Nhiệm vụ của chiếc xe này là phải chở hết cái đống hàng này cho em để phục vụ cho bà con kịp thời vụ cũng như là kịp tiến độ xuống đồng. Rất chân thành cảm ơn toàn thể anh em và bà con trong nhiều năm cũng như là thời gian qua đã ủng hộ và tin tưởng sản phẩm của cơ sở cơ khí nông nghiệp cày chảo Vũ Hải. Thời tiết ngoài trời thì bây giờ đang khá là nóng anh em ạ. Em mới đứng có một tí xíu thôi mà mồ hôi mồ kê toát loạn ra rồi. Từng chiếc cày một lần lượt được sổ lên xe. Năng này em phải lên em cậu giúp và cậu em này một chút. Em một mình leo lên vất vả quá. Ờ thì này ông đéo là tháo mất con ốc ở đây rồi mình. Bên ngoài cái khung đi long ơi, không nó lại chéo nó lộn lên đấy.
Sao mát thế? Cởi cởi dây đi, tôi run nó vào phát. Thank you.